Dạ 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 dạ. Chúc mừng ông chủ quan nhé. Chuyện chả có việc gì mà phú ông này tôi không làm được. Vâng. Tốt, cho thầy bảo đây. Đưa cho bà cái kiềng đây. Đưa kiềng đây. Đeo cẩn thận, kẹp cổ đấy. Đây 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 đây. Vứt đẹp đẹp, vứt đẹp. Sao lại vứt? Bà nghĩ nó đi sứ à? Đây là nó đi học, mà học để làm quan, bà hiểu chưa? Học thì làm sao? Học thì cũng phải. Đúng là đàn bà, đã vào trường thì ai cũng giống ai, hiểu chưa? Tộp ra thầy bảo. Thầy làm gì đấy? Sao lại lấy hết đồ của con? Cầm lại. Được. Được gì? Giống thư sinh rồi đấy. Thế á? Không phải mang cái gì hết. Hiểu không? Ra đây, ra đây. Gì thế hả thầy? Cứ học không sợ thiếu. Ném bạc đâm toạc tờ giấy, hiểu không? À, hiểu 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 hiểu. Ê, nhớ là ngay và luôn nhá. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Có như thế họ mới chọn mình chứ. Có như thế người ta mới chọn mình. Ừ. Đi 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 đi. Có như thế người ta mới chọn mình. Hai chồng con cần biết mà. Đánh to này, đánh to này. Trông qua ông thầy. Nó nhanh một tí, nhanh một tí, nhanh. Gấu, 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 gấu. Trời Phật ấy phù hộ cho con được làm quan to, kiếm được thật nhiều tiền, nhiều bạc. Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Con xin đa tạ. Ôi trời ơi. Con này. Dạ. Xong rồi. Xong rồi hả? Này bố bảo này. Học xong mà nhớ phải chạy cái chức quan cảnh ngân khố nhớ. Dạ. Cái chức ấy kiếm được lắm đấy. Thầy cứ yên tâm. Được sờ nắn mân mê, hít gửi những tỏi vàng thời bạc là niềm mơ ước cả đời của con. Thầy yên tâm nhá. Ra đi U Bảo này. Gì hả U? Con đeo cái buổi này vào. Dạ. Phải đấy. Để mà trừ tả ma. Thế à? Lên đấy học hành mà khó quá. Về ở với bố. Chẳng phải bảo học không được là con về ngay. Con đi mạnh giỏi nhá. Dạ, con đi U nhá. Cố gắng học hành con nhá. Đi bà con nhá. Con đi nhá. Nhớ thành ơi, mạnh khỏe. Con đi nhá. Con đi nhá. Nhớ nhớ là quan canh ngân khố nhá. Thấy chào gì mà lắm thế này. Anh đi nhà rồi. Cẩn thận kiểu ngã nào kia. Thế là anh Tý đi học rồi. Anh Tý ơi, bố em thằng anh mơ quốc này. Anh xin. Anh Tý ơi, anh học làm quan rồi. Anh nhớ về nhà xử lý thằng Khoai cho em nhá. Đúng ấy, rồi. Phải. Sao lại phải xử lý thằng Khoai? Vì thằng Khoai là lấy sắn của em. Anh Tý ơi, em tặng anh quả quýt này. À, anh xin. Anh Tý ơi, em tặng anh quả xoài ngon cực. Anh Tý ơi, các em ở nhà ngoan nhé. Vâng ạ. Anh đi học đây. Vâng ạ. Đi. Đi. Chào anh Tý đi. Anh Tý đi khỏe nha. Lặng lặng mà
nghe xuân chúc nhau, chúc nhau trăm tuổi bạc dấu đầu. Phen này buồn cuối bao nhiêu kẻ dã trầu. Lắng lặng mà nghe, lắng lặng mà nghe, lắng lặng mà nghe xuân chúc sang. Mùa quan ban tước nên quyết đi buồn lòng, vừa bán vừa la chẳng cần giao cũng đắt. Lặng mà nghe, lặng mà nghe, lặng mà ngắm lời xưa sao mà nay vẫn xưa. Kẻ cầu quan, người cầu sang, mượn xuân đến tình tang tang, tình tang tang. Mà nghe xuân chúc nhau trăm tuổi bạc dấu đầu. Phen này buồn vui bao nhiêu khẽ giá trầu. Lặng lặng mà nghe, lặng lặng mà nghe, lặng lặng mà nghe xuân chúc sang. Mộ quan ban tước nên quyết đi buồn lòng. Lặng mà ngắm đời xưa sao mà nay vẫn xưa. Kẻ cầu quan, người cầu xa. Uầy, bác này giàu thế, mang cả trâu đi để thịt ăn dần cơ đấy. Dạ, chả xấu gì anh, nhà tôi nghèo lắm, không đủ tiền học phí nên tôi mang trâu đi để nộp thay trâu nhờ. Này, cậu ơi, tôi có được mang đồ ăn vào trường không? Được chứ, bác có mà mang cả đàn gà đến thế kia thì ăn dần cũng được chứ. Nào, mời các bác đi theo em. Mời các bác. Lại có cần thịt gà nữa. Ôi trời ơi. Này, có đi không? Ê, đây, đây. Đây, 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 đây. Đâu, đâu. Ê. Ba bác ở trong này. Này, hả? Mày ơi, ở đây có ma không? Làm gì có. Thế sao trông kinh thế? Này, ta phải ở chung với hai đứa này á. Các bác nhập học muộn quá, hết phòng rồi, phải ở chung thôi. Trong này có hai cái phản, các bác nghe tự thu xếp nhé. Ô, hai phản mà ba thằng thì
thì một thằng nằm dưới đất ạ. Trông kinh phết nhỉ. Cái gì đây? Đây là chỗ của tao. Hai thằng chúng mày ra ngoài kia. Ô, sao giường này nó lại có cái cọc trâu nhỉ? Này, thế bây giờ phải làm như nào? Hiểu rồi, lật luôn à? Mày à? Mày! Mày! Làm gì à? Này! Làm gì đấy? Nghe phản, ba đứa ngủ chung nhá. Sao lại thế? Thế nó mới đúng nhẽ. Tiếp tục. Sao lại thế? Sao lại thế à? Đúng nhẹ con khỉ. Mấy thằng. Yên lặng nhá. Bắt đầu lễ đây này. Cậu làm lễ đấy à? Nhanh các bác ơi, nhanh lên. Rồi ôi, cải cái khuy áo vào, đến giờ học rồi. Nhanh lên. Ôi dồi ôi, vẫn cái khăn vào, cẩn thận vào, nhanh lên. Ôi dồi ôi, cái bác này, đây có phải là nhà bác đâu. Bác mặc áo vào, nhanh lên, đến giờ học rồi. Nhanh lên các bác ơi. Thầy ra bây giờ đi, nhanh lên nào. Ôi, nhanh lên nào. Ôi dồi ôi, nhanh khẩn trương lên, thầy ra bây giờ đây đây. Yeah. Tránh nhá. Nghe đây. 3.000. 3.000 là con số sĩ tử đã đăng tuyển qua các kỳ thi. Và chỉ có 20 người ở đây đã được tuyển trong cái con số đó, để rồi tiếp tục rèn luyện. Và có người vào kinh, một bước thành quan ngũ phẩm. Nhưng mà cũng có kẻ sẽ phải về quê, tiếp tục chăn bò, chăn trâu, chăn vịt như cũ. Đây là cuộc chiến một mất một còn. Cuộc chiến không khoan nhượng. Người sống, thằng này phải chết. Thằng này được chọn, thằng kia bị đuổi về. Ai không chịu nổi, ta cho về ngay lúc này, khỏi phải tốn công dạy. Mà các ngươi thì cũng đỡ xấu hổ với quê nhà. Nào, thằng nào thích tao cho về luôn. Thằng nào? Người tên gì? Dạ, con tên là Phạm Tổ. Tại sao người lại cười? Dạ, chẳng nhẽ con lại khóc à? Thế còn nữa, người tên gì? Dạ bẩm con tên Tí á. Ôi trời, cái gì Tí? To Tí. Cái gì? Dạ không, Đông Tí à. Ôi trời, người và thằng này lên trên kia. Hai thằng đi lên. Dạ bẩm phải thôi đấy. Đây không phải là đầu đường xó chợ mà các ngươi thích làm gì thì làm nhá. Khép chân vào. Dạ bẩm, con khép rồi nhưng nó không vào. Chân con nó thế. Cái trường này sẽ cho các ngươi những bài học để các ngươi thấy rằng làm quan không dễ. Dạ. Ai nào?
Ai có thể nói cho ta biết phong thái của người làm quan là như thế nào? Ai? Dạ, bẩm thầy. Con ạ. Đây rồi. Người lên đây. Người nói ta nghe. Dạ, bẩm thầy. Con nghĩ người làm quan thì dáng đi phải oai phong lẫm liệt, phải ăn to nói lớn, khiến cho kẻ dưới phải sợ. Còn với bề trên thì mình phải mềm như bún. Ngươi làm thử xem nào. Dạ vâng ạ. Làm thử đi. Này Tùm có làm cái gì nhỉ? Như nào nhỉ? Như nào trong này? Cậu bảo cậu ấy ghép cái cánh vào. Hôi quá. Hôi nhỉ. Này, khép cái nách vào. Hôi quá. Hôi kệ tao. Im đi. Thật là quá đáng. Phạt hai thằng này tứ mã phanh thây. Thế tức là được cưỡi bốn con ngựa à? Vội dậy ngựa xéo. Ai mà chịu đâu. Thôi thì hít đất 100 cái. Hít đi. Một con hít ngay. Còn đứa nào mà hỗn láo nhé thì ta phạt tất, kể cả là cho vào vạc dầu. Nhớ chưa? Bốn. Làm cái kia này. Điều thế. Thôi được rồi. Hôm nay xúc miệng bài học đầu tiên như thế là đủ rồi. Dạ bẩm, phạt cho ra phạt. Con chưa đủ 100 cái. Ô kìa, này, hai anh em mình 218 cái rồi. Thôi, tôi chưa đủ. Ô kìa, 917 cái rồi. Tôi chưa đủ mà. Đi mù. Trốn quan trường không phải là trốn chơi. Mà nói thế nào cũng được hả? Ai cho các người nói nào? Hả? Hôm nay ta tạm tha. Về chỗ. Dạ, nó tạm thầy à? Thầy đã rồi, về đi. Tôi chưa đủ. Đủ rồi. Các người nghe đây. Dạ. Giải tán. Chào thầy à. Ôi. Những tường xuân tàn hoa. Hoa. Này. Này tí. Chữ này là chữ gì? Lạc. À, lạc có phải là một trong năm loại ngũ cốc, tức là củ lạc đúng không? Không. Lạc ở đây không phải là ngũ cốc, mà lạc ở đây là là lạc ấy. Hiểu không? À, thế có nghĩa là những tường xuân tàn hoa lạc tận, nghĩa là tức là khi mà mùa xuân nó đi hết như thế này à, thì là củ lạc nó cũng hết luôn. Không phải. Những tường xuân tàn hoa lạc tận có nghĩa là tưởng mùa xuân đi thì hoa cũng rụng hết. À, tức là xuân đi hoa rơi. À, xuân đi hoa rơi. Tiền đình tạc dạ nhất chi mai. Câu này quá dễ hiểu. Cậu hiểu thế nào nào? Tức là đơn giản, tức là những ai mà mình bị tiền đình thì không thể chữa vào ban đêm được, mà phải đợi đến sáng ngày mai mới chữa được, đúng không? Ui giời. Ui giời ơi. Thôi à. Này à? Thằng này ngu quá. Gì thế mà không đòi gì? Cái gì? Mày bảo cái gì? Không biết gì cả. Mày bảo tao ngu, mày giỏi thì mày dịch đi. Đây. Mày dịch đi. Nghe đây này. Ui giời. Tiền. Không ngược rồi. Đấy. Nghe đây này. Tiền đình tạc dạ nhất chi mai. À. Có nghĩa là. Là gì? Là gì? Dễ mà. Nghe đây này. Là gì? Nghe đây này. Đã nghe đây. Dịch đi. Không phải dịch. Cái gì đấy? Cái này dịch hộ rồi. Ôi kìa nào. Vớ vẩn. Sao thế? Mãnh Long
truy. Tí ơi. Cái gì đấy? Cái gì? Hả? Này, nhờ tí. Gì có tớ từ này. Mãnh long truy. Truy. Truy gì? Này, tí. Gì có tớ cái. Đừng nói thật. Tớ đói quá. Đầu nó có mụ. Không nhớ được gì. Này. Chú gì đây? Tộp ơi, cho xin miếng. Tí. Gì ghê? Này, dịch đi. Cậu này. Bây giờ thế này. Mỗi chữ làm một miếng, được không? Thế à? Được. Tô ơi, giữ lọ thịt, đếm ra bao nhiêu chữ. Để tôi. Bây giờ như thế này nhá. Tôi sẽ làm trọng tài ở giữa. Tôi đếm. Chữ gì đấy? Nhờ nhất. Nhất. Tiếp. Mạnh. Nhất mạnh. Hai chữ rồi. Tiếp. Thiên. Nhất mạnh. Thiên. Tiếp. Long. Nhất mạnh thiên long. Tên. Này. Con chữ này. Chữ này. Mai Huệ Tử. Mạnh thiên long Mai Huệ Tử. Hay quá. Thiên long Mai Huệ Tử. Như vậy là xong bài. Xong rồi. Ngày mai thầy có kiểm tra bài thì mình cũng thuộc rồi. Này Tộp ơi. Dạ Tộp thịt này. Sao ăn gì mà nước thế nhỉ? Ăn hết của tớ rồi à? Chán quá. Học hành tốn kém thật. Chúng ta là may mắn khi được ở chung phòng với một người rộng lượng như là Tộp đây. Chuy à? Tớ muốn là người rộng lượng. Này, tớ có ý kiến như thế này nhá. Bây giờ anh em mình ăn no rồi. Anh em mình khêu sáng đèn này lên. Khêu sáng nhá. Lên. Xong rồi, anh em mình đi ngủ nhá. Đi. Đúng nhá thôi. Đi. Ai nằm giữa đây? Nhưng mà nằm ngoài sợ ma. Tôi nằm giữa. Nào. Ngủ đi. Sao thế? Này. Ui trời ơi. Ông làm cái kiểu gì thế à? Chân tay thì dạng ra khoảnh qua khoảnh khoảng. Hết nửa cái giường rồi còn gì. Khép cái chân vào. Khép vào. Không khép được. Này. Vướng cái gì à? Này. Chân vướng cái gì mà không khép vào được à? Vướng cái gì? Không phải rượu tôi. Mẹ tôi sinh tôi ra, chân cũng dài và thẳng lắm. Nhưng cưỡi trâu từ nhỏ nên nó mới bị như thế này. Này thôi cảm phiền. Này cảm phiền. Hai cậu cứ tiếp tục cãi nhau đi. Khi nào tôi ngủ thì hãy dừng cãi nha. Sao lại thế? Sao thế? Tôi sợ ma lắm. Khó chịu quá. Cái gì này? Ngủ. Ngủ đi. Cái gì đấy?
Đúng mày quá, có vũ khí đây rồi, mày chết với ông. Mày đừng không, mày đừng không sợ mẹ. Mày đi ở đây, mày đi ở đây. Mẹ cho lo ông trả cái chết mày chết luôn cho mà. Mà đâu? Làm gì có? Qua ngoài kia mà. Cái gì đấy? Mùi gì nhỉ? Có mùi gì lạ lắm. Hả? Mùi gì? Làm gì có mùi gì đâu. Hả? Úi giời ơi, Tổ ơi. Hả? Cậu nhìn gì? Kìa. Úi giời ơi. Ô, sao nước ở đâu ra cậu nhỉ? Cậu vãi ra đầy quần rồi. Tổ ơi, dậy mà xem. Okay. Cậu Tộp đâu? Tộp đâu? Đi với tớ. Này, tôi sợ lắm, tôi không dám đi đâu ở sợ nhà. Sợ ma chứ gì? Nhá. Tôi biết. Nhưng mà ma nó lại sợ nước tiểu. Cậu vãi ra đầy quần thế kia. Bây giờ ma nó phải sợ cậu. Thế à? Đi. Mà này. Hả? Ma nó sợ nước tiểu à? Ừ. Đợi tôi tí nhá. Cậu làm cái gì đấy? Tôi làm thế này cho ma nó sợ luôn thề. Xong rồi. Ôi. Đi. Mà này. Hả? Bây giờ anh em đi đâu? Tìm cậu Tôm chứ đi đâu? Đi. Đi. Dạ. Dạ. Mà anh cũng chưa nói rõ đến gặp ta có việc gì nhỉ? Thế này đúng loạn hả? Ngớm thật đấy. Dạ. Vừa mới chân ướt chân ráo mà đã dám mang quà đến tận nhà để tặng thầy. Thật không thể thích rồi. Dạ bầm thầy. Thôi về đi, về đi. Dạ bầm thầy. Dạ. Dạ. Về đi. Cứ thế mà về à? Dạ thì thầy vừa mới bọc. Thôi về đi. Cứ về đi. Về. Mày là còn phải dạy nhiều lắm con ạ. Trốn vào đâu bây giờ? Lên giường. Thank you.
Chân. Làm sao? Gì thế này? Đút con thỏ. Ê, dạ bẩm quan, con có chút lễ bọn biếu quan. Dạ bẩm quan, bẩm quan. Mình mơ. Phải nhẽ thôi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi. Sao thế nhỉ? Nghỉ gọn cái chân về cái tôi ngủ. Hả? Cái gì? Đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Bỏ ra đâu, khổ quá, người ta đang lên. Cậu mới cạnh cái gì? Học thật con chả ăn ai. Cậu không thấy à? Mình lên trường đã mấy ngày rồi mà chả học hành gì cả. Ban ngày thì cứ bắt đi đi lại lại, buổi tối thì bắt đến hết chỗ nọ đến chỗ kia. Rõ thật là. Mà ăn thì lại ít nữa, đói. À, đây rồi. Này, định giấu bọn này cái gì mà cứ lén lén lút lút đấy hả? Giấu giếm gì đâu, lén lút gì đâu. Tôi đang chuẩn bị đi hóng mát. Đi hóng mát? Ờ, ông đi hóng mát, việc gì mà phải cứ rón rén hả? Này, không phải đâu, cậu đi hóng mát thật đấy. Ờ, dạ. Đúng rồi. Tôi việc gì tôi phải rón rén. Đúng rồi. Tôi đi đàng hoàng cho mày xem mày này. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Này, sao trông cậu đi đàng hoàng mà trông nó cứ không bình thường thế nhỉ? Thế mới gọi là không đàng hoàng. Tôi thấy đàng hoàng mà. Không đàng hoàng. Đàng hoàng. Không đàng hoàng. Trung gian lắm. Ôi nhỉ, sao trung gian thế nhỉ? Theo tôi. Theo tôi. Tốt. Nhìn các ngươi là sáng láng nhất trong bọn đấy. Nhưng mà này, còn kém lắm. Kém lắm. Đừng có tưởng trong đầu nhiều chữ thánh hiền là được trọng dụng đâu. Nha. Muốn được cho vua yêu thì phải khéo mồm. Mà khéo mồm thì có cái cách của nó, chứ mà khéo quá là thành lỗ bịch đấy. Thế nó mới khó đấy. Nha. Cho nên hôm nay ta sẽ đặc biệt rèn luyện cho các ngươi về cái môn này. Hiểu chưa? Nhưng mà này, chỉ các ngươi thôi nhá. Đây là lớp đặc biệt, lớp chọn ý. Chọn ý. Chọn đấy. Bởi vậy cho nên Này, làm cái gì đấy? Cái gì đấy? Hả? Quả cáp biếu xén à? Không được. Ta nói rồi, vì ta thương các ngươi, cho nên ta mới mở cái lớp này để bồi dưỡng cho các ngươi thôi. Dạ, thành tốt quá. Chứ không phải những cái thứ như thế này, này, nha. Dạ bẩm thầy. Chúng con nào dám thế? Dạ, đây chỉ là chút lễ mọn. Dạ, gọi là lòng thành của chúng con biếu thầy. Các ngươi đứng xếp hàng ngang như thế này dâng quà cho ta, thế không gọi là đút lót thì gọi là cái gì? Dạ bẩm thầy, dạ, đây chỉ là có chút xíu. Dạ, thế mà thầy gọi là đút lót. Dạ, thầy nói thế thì oan cho chúng con quá. Thầy yên tâm, con sẽ thu lại hết cho thầy. Đưa đây. Nào đưa đây. Nào đưa cả đi.
Nào bác kia, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Dạ thưa thầy, này, này, có muốn học không? Này, bác được cái gì cũng miễn phí đấy à? Cậu có tiền không? Tiền á? Ừ. Đây. Đây. Đây, hai trinh, đã thừa chưa? Chưa đủ lấy đâu ra thừa. Thế bây giờ phải làm thế nào? Có cách rồi. Thế à? Cậu cứ nhặt sỏi với đá cho vào túi thế này. Yên tâm, chắc chắn là tớ phải giàu hơn cậu. Đấy, làm như tớ không vừa. Úi giời ơi. Dạ bẩm thầy, nhiều quá. Mất mặt quá. Mất mặt quá. Sao thế ạ? Đấy, ngay cái việc đưa quả cáp biếu xén nó xảy ra hàng ngày. Dạ. Mà các ngươi làm cũng chẳng ra cái thể thống gì cả. Ôi, ý quan thế nào? Thế các ngươi tưởng là quả cáp cứ đưa thẳng như thế là người ta nhận ngay à? Dạ. Hả? Thế phải thế nào? Thôi được rồi. Hôm nay nhân dạ. chuyện này ta sẽ dạy cho các ngươi cách biếu quà cho bề trên. Dạ. Dạ. Rồi thì sẽ dạy cho các ngươi ăn nói sau. Dạ bẩm thầy. Tiện đây chúng con dùng cái này để thực hành luôn có được không? Ôi thầy dạ, ơi. Dạ, dạ bẩm thầy à. Chúng con đang đi gì thì tự nhiên tí nói đi. Dạ bẩm thầy, chúng con đến muộn à. Dạ, dạ đau bụng ạ. Dạ. Mọc ra hai thằng này ở đâu? Ta đã bảo chỉ cho những thằng có tiền học ở lớp này thôi cơ mà. Dạ không hiểu nó ở đâu. Dạ bẩm thầy, chúng con có chút lên mọn. Dạ của cả hai chúng con. Dạ bẩm thầy, chúng con mong muốn được cắp sách theo học thầy lắm à. Dạ thưa thầy. Thầy ơi, cái này thực ra thì cái này nó là tiền đấy. Dạ vâng ạ. Này, đây là lớp mở riêng nhé. Dạ bẩm thầy. Ô thế sao lại chê tiền à? Dạ. Nặng lắm đấy thầy. Thôi được rồi. Dạ đã đến đây rồi thì đi vào nhà. Ôi dồi, đà tạ thầy ạ. Đúng là cái đồ ăn thẹo. Dạ, dạ thưa thầy. Đây, dạ. Cái gì thế? Thầy, cái gì đấy? Thầy chưa ngồi được ạ. Dạ. Sao thầy chưa ngồi được? Thầy tránh nhá. Ôi đẹp quá. Dạ. Dạ sạch rồi, mời thầy ngồi à. Ui giời ơi, ui giời ơi, nhìn dáng thầy ngồi oai phong lẫm liệt mà dáng dạ cứ như là rồng bay phượng múa ấy à. Chuyện dáng của người làm quan ấy là nó cứ phải như là quá mổ vì hổ vò ấy nè. Hai thằng này được. Được. Đừng coi thường bọn này nhé. Đây không thích thôi. Gì? Thôi được rồi. Bây giờ trong tất cả chúng mày ở đây, dạ, đứa nào xung phong làm thử? Ôi, dạ, để cậu tí ạ. Dạ bẩm thầy, dạ. Việc làm thử thầy cứ để con. Đó được rồi, ngươi sẽ làm thử nhá. Dạ. Nghe đây. Dạ. Bây giờ coi như ta là mệnh quan của triều đình. Dạ. Còn ngươi đến đây để cầu một việc. Dạ. Xem ngươi làm thế nào. Dạ. Nào bảo làm thầy đi. Đơn giản. Con làm được ngay. Làm thử. Lui đi. Ra. Còn hai thằng này. Dạ. Dạ vâng. Quá đơn giản. Nào. Dạ bẩm quan, con có chút lễ mọn. Dâng quan. Thôi. Ôi dồi ôi, sao thế? Ngươi mà làm như thế thì bị đuổi ngay ra từ ngoài cổng. Dạ hiểu sao chưa? Dạ bẩm quan. Ôi giời, ta dạy ngươi bao nhiêu lần rồi mà không nhớ gì cả. Khéo thì khéo nó vừa vừa thôi. Dạ. Ngươi lại khéo cả mồm lẫn tay thì. Dạ. Mà cầu quan ý thì phải nói to lên chứ. Dạ. Lý nhá lý nhí như chuột chí. Dạ. Kém lắm. Thôi dẹp. Dạ. Còn ai nữa nào? Dạ. Làm cái gì đấy? Có giỏi thì vào đi. Xem ta này làm thế nào. Bẩm quan.
Đã một tháng rồi con không gặp quan, lòng con nhớ quan vô cùng à. Không biết những ngày qua quan ăn có ngon không, con ngủ có yên không. Này, biếu quả quan chứ không phải hỏi thăm sức khỏe đâu. Ôi xì, bẩm quan, con vừa đi tuần ở huyện lang về, bao ngày nhớ nhung, con ăn không ngon, ngủ không yên. Đây, có chút đặc sản đây. Con là con phi ngựa 2 ngày liền về để con biếu quan đấy à. À, đúng rồi, biếu quan phải có hiện vật chứ. Điếu xuồng thế à? Đâu, nhưng mà tôi tưởng... Tưởng cái gì? Ui, Hà Xoan. Tháo ra, ngọc trai này. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Biếu quan phải bằng hiện vật thì quan mới tin chứ. Biếu đi. Nhưng cái gì? Giả vờ thôi. Lát quan lại trả lại mà. Dạ biếu quan à. Dạ biếu quan. Dạ. Ôi đẹp quá. Nhà ngươi được. Được lắm. Dạ. Cho lui. Dạ. Nhưng mà này, dù là được nhưng mà vẫn chưa chuẩn. Hiểu không? Các ngươi xem ta làm mẫu đây, để rồi nhìn đó mà học tập nha. Dạ. Được, 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 được. Rèn mãi thì cũng lên được một tí hả? Nhưng thôi, hôm nay là nghỉ ở đây đã. Ngày mai lại luyện tập tiếp nhá. Thôi, cho các ngươi luôn. Dạ, 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 dạ. Này, 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 các cậu làm cái gì thế hả? Hả? Ai cho các cậu sờ vào đây? Đồ nào của các cậu? Đã là của biếu, ai cho đòi lại? Trong bài dạy của thầy, thầy có dạy cái chỗ đã biếu rồi còn đòi lại không? Nhưng mà... Dạ, con nói thế có đúng không ạ? Nhưng mà thầy bảo chỉ đùa thôi mà. Đùa là đùa thế nào? Đã là mệnh quan của triều đình thì không có chuyện nói đùa. Nói là chỉ đúng nhẽ mà thôi. Nhờ quá. Thôi. Dạ, dạ. Hôm nay ta sẽ cho tất cả các ngươi mỗi người 100 điểm. Dạ. Thầy ơi, kỳ thi này ta sẽ cho các ngươi đỗ hết, đỗ hết. Dạ, 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 dạ. Về đi, về, về, về. Đa tạ thầy. Thôi thôi, về nhá, về nhá, về nhá. Đi, 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 về. Tôi đang ngủ cho ngon nhá. Thầy ơi, thầy nhớ mặt con nhá. Tôi đang ngủ ngon nhá. Về nhá, về đi. Dạ. Cái gì đấy? Dạ. Cảm ơn. Thầy cứ để con gom hộ thầy. Người. Dạ. Biến ta thành hôn quan rồi đấy nha. Đi dạ bẩm quan, con đâu dám thế. Con chỉ làm cái điều nên làm. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Này, ta thưởng cho. Dạ. Nha. Đội ấn quan ạ. Thôi về đi, về. Dạ. Đội ấn quan ạ. Khổ thân các bác quá. Tự nhiên lại bị lôi ra thực hành. Tôi đây này, phải đóng mỗi một túi bạc thôi. Rồi các cậu lại lại phải đóng 2 lần phí. Vòng, nhẫn, dây chuyền bị lôi sạch cả. Này, các cậu thì bị mất chứ. Tôi may tôi chả mất. Tôi chỉ mất có mỗi một cái túi. Túi bạc. À, tôi chỉ mất có mỗi cái túi bạc thôi. Này, đúng là một bài học đắt giá thật nhờ. Tộp ơi, cậu Tộp ơi. Tộp ơi. Không thấy Tộp đâu. Không thấy à? Đáng lý giờ này Tộp phải ở đây rồi chứ.
Ơ nhỉ? Hay là bác tộp bác ấy? Thế nào? Thôi tôi không nói đâu. Bác tộp bác làm sao? Cậu nói đi. Tôi nói nhá. Chuyện này bác tộp bác ấy nghĩ ra tất cả đấy. Chuyện này bác tộp bác ấy nghĩ ra tất cả đấy. Thôi đúng rồi. Đáng nhẽ ra chúng ta chỉ mất tiền bạc và học phí thôi. Đúng. Nhưng mà do thằng tộp mà chúng ta mất hết tất cả. Trời ơi, ức quá. Ức quá đi chứ lị. Tôi là tôi ức sôi máu đi. Cậu tộp, cậu chỉ mong các cậu rỗng túi. Đến lúc các cậu hết tiền, không được học nữa, còn mỗi cậu tộp. Thử hỏi chức quan lớn nhất ở đây thuộc về tay ai? Chắc chắn sẽ về tay cậu tộp. Cậu tộp cao tay thật. Không thể được. Phải cho thằng tộp biết tay. Đúng rồi. Phải đánh. Phải cho nó một trận. Đúng. Này, tớ nghĩ các cậu làm thế là đúng. Chào các bác. Thế không về nhà, sao còn đứng đây? Sao lại chặn đường nhau thế? Phải để cho tớ về phòng chứ. Mặt mũi làm gì mà hầm hầm thế? Chồng kinh chết đi được. Đến giờ rồi, phải để cho tớ đi về chứ. Kìa các cậu đấy. Này, ôi trời, cứ đánh vào đít, đánh vào phần mềm đi, không sao đâu. Này, quân tử chỉ đồng thủ chứ không được đồng khẩu. Dừng lại, dừng lại. Trời ơi. Thôi. Quân tử là động khẩu, không động thủ. Thôi. Đúng rồi, tức là quân tử chỉ nên dùng mòn cắn thôi chứ không được dùng chân chạy. Không thì thằng này như đòn rồi. Ông đánh người ta thế còn như đòn gì thế này? Ấy, thế cứ bỏ ra xem nào. Gì đấy? Bình tĩnh. Cái gì đấy? Ô các bác ơi. Đấy sao? Rõ ràng là đóng tiền học phí rồi mà vẫn còn túi tiền ở đây. Tiền này là ăn chặn của bọn tôi rồi. Ăn chặn bao giờ? Bình tĩnh. Của tôi. Để tôi xem nào. Tiền này tiền của tôi. Sao lại toàn đá thế này? Thế đây là tiền của tộp à? Sao lại toàn sỏi thế à? Thôi, thế để bọn tôi đưa về nhé. Tớ đứng lên. Không hiểu. Hai cậu đi về đi. Xéo đi. Xéo hết cả đi. Tôi không cần. Đi về. Thế thôi, bọn tôi đi về nhé. Xéo hết cả đi. Xéo hết cả đi. Sao lại nhiều xoài thế này? Mình thật tụy với nó như thế. Thế mà nó trả công cho mình thế này đấy. Mẹ cha cái thằng cổ quan. Mẹ thằng nào dám xỏ ông? Ông mà tìm được thì ông nhét xoài vào mồm. Này, bây giờ mà nhảy xuống giếng để mà tắm thì mà chết luôn đi. Đi xoài đi hả? Đói lắm rồi. Đói lắm rồi. Tắm cái. À, cậu Tộp cậu đến kìa. Ra đây tắm đi. Tộp đấy. Này, cái thằng Tộp nha, đi chỗ khác mà tắm nha. Phải đấy. Này, đây là giếng của cậu à? Này, 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 thôi. Các cậu đừng trêu cậu ấy nữa. Sao? Hả? Việc gì? Nhà cậu ấy nghèo lắm. Có mỗi bộ quần áo thôi. Thế á? Tắm xong mặc lại mà. Đừng có làm ướt. Thôi anh em mình đi về đi. Cậu lại tắm cho mát đi. Thế tắm đi. Về trước nhá. Về trước nhá. Về nhá. Đi về thôi. Đi rồi. Đi rồi. Ôi ơi. Ý được cái. Hả? Ý lý. Hả? Đúng nhẽ thôi. Đi đi. Tắm mình ở sướng. Này, có giỏi vào mà tranh. Bây giờ
giếng là của một mình thằng này nhá, còn lâu tôi mới sợ. Rét quá. Đêm qua tạt nước nghĩ chứ đâu đi. Đúng rồi. Ai ở kêu mẹ tôi. Trời chim làm đi đâu. Kiểu gì cũng phải giải. Ôi trời ơi, ướt hết rồi, mẹ cha nó đó, gió với cả máy, ướt hết rồi. Ui, trời ơi, làm thế nào bây giờ? Chắc có lẽ mình phải giặt, chở nó khô thôi vậy. Trời ơi, sao lại thế? Không mua cái bộ quần áo mà thế này thì có khổ chứ không có gì lên. Đèn đủi thế nó cùng. Lại đi ra đây chuyện thế này nữa à? Rồi đừng có mà giấu tôi chị không nhá. Có chuyện này. Bây giờ thế nào rồi? Em làm gì có chuyện gì mà giấu chị chứ? Đừng có mà giấu chị. Tôi lại chả biết thừa ra ấy. Không, em nói thật mà. Nào đây, cho chị nhờ nào. Vâng ạ. À, ngày nào cũng hai lần rửa bát cho các chàng mà chẳng chàng nào để ý nhờ. Chị nghĩ thế. Ý. Ý. Ô kìa em. Mẹ dám đốt đồ này cơ mà. Chị cứ nói thế. Em thấy có chàng nào thích chị cơ mà. Sao mà đây nhiều muỗi thế nhỉ? À, này, có bộ quần áo của ai ở đây này? À, chắc là của chàng nào để quên mà. Thôi, để chị giặt cho họ luôn. Ôi dồi ôi, làm đúng. Đừng giặt. Ui trời. Ui trời. Thì không biết cái cây này nó có ve sầu không nhỉ? Ai thằng kia? Dạ. Con chào thầy à. Con chào thầy. Giờ này hai người còn đi đâu? Dạ bẩm. Con đi trêu thằng Tộp. Trêu ai? Dạ bẩm. Bọn con đi trêu. Trêu tìm con lợn nhà bếp nó bị sầu. Dạ đúng. Lợn à? Dạ. Ôi tôi chết tôi rồi, trời ơi. Con lợn đấy, ta đang vỗ béo, định để đợi quan trên về thịt để thết đãi. Đi tìm, đi bắt về. Dạ, tìm cho ta. Ê, thầy ơi, thầy ơi, con lợn ở đường này à? Đi đường này à? Đường đấy à? Vâng ạ. Nhanh lên. Thầy ơi, thầy đi cẩn thận. Chết mất tội. Ơ kìa. Thầy đến, thầy đến. Chỗ này nó trơn lắm, thầy cẩn thận. Cái gì? Hôm nay thầy ạ. Ôi trời ơi, đi tìm ngay con lợn cho ta. Nó ở quanh đây. Nhanh lên. Này, này. Nó ở loanh quanh đâu đấy. Tìm đi. Thấy chưa? Tìm đi. Cậu làm gì đấy? Trên cây không có. Cậu leo lên đấy làm gì? Đâu rồi? À thế hả? Hai đứa kia đi theo ta. Xuống riêng cũng không. Làm sao đây? Lợn nào chui xuống riêng? Tìm trên bờ. Tìm kỹ, tìm kỹ vào nha. Bác Tộp ơi. Đây. Lợn ơi, lợn đâu rồi? Bác Tộp ơi, đây này. Lợn ơi. Ở đây cũng không có. Cái gì? Ở đâu? Ở đây. Không thấy đâu cả. Trời ạ. Hả? Ôi trời. Ôi. Thầy ơi, ở đây rồi, thầy. Ở đây thầy ạ. Hình như ở trong này thầy ạ. Con kịt. Đây rồi. Đấy, đúng rồi ạ. Chúng mày, vào. Đúng rồi đấy thầy ạ. Rồi, nó ra cho tao. Nhanh lên, nhanh. Vâng ạ. Chúng mày, nhanh lên. Thầy này.
chúng con chân yếu tay mềm, bắt làm sao được ạ? Này, hai thằng kia lại đây. Lại đây. Ở trong này. Nó đâu? Nó ở trong này, trong này. Đấy đấy, đúng rồi ạ. Đúng rồi đấy ạ. Dạ bẩm thầy. Hả? Chắc là không phải đâu ạ. Ôi giời ơi, đúng mà. Đúng mà. Tao thấy cái bụi cây nó rung rinh thế này mà khổ lắm. Đúng rồi đấy ạ. Hay là có khi nó biết là sắp sửa bị thịt nên nó trốn như này. Này, cái giống này tưởng ngu, quá ra khốn đáo để nhỉ. Bẩm thầy, dạ, để con thử là biết ngay ạ. Thử nào? Dạ. Dạ đây ạ. Chỉ chui trong đây dạ. Mà. Con lấy hòn đá này, con ném thẳng vào nó. Dạ, nếu đúng là lợn thì nó sẽ kêu, còn nếu không thì nó sẽ im. Thầy đi. Mẹ cha thằng tí. Ôi đi. Cái gì đấy? Thầy, cái gì đấy? Thầy cứ để con. Nó mà có trong đấy, con ném trúng một phát là nó chết liền. Thầy cứ để con. Nào, nào. Cẩn thận. Yên tâm. Dạ. Thôi ném ấy, ném ấy, ném ấy. Mày như thế nào? Chưa. Mày như thế nào? Vẫn chưa. Mày như thế nào? Để tao, để tao vào tao bắt sống. Sao lại thế à? Ok. Thì còn cắt tiết để đánh tiết canh chứ. Tại sao đấy? Như này thì mất hết trình tiết của con rồi. Đúng nghĩa quá. Đấy, đấy, chỗ này này. Như vậy, dựa vào kết quả thi lần này, ta đã chọn được ra hai người có kết quả cao nhất. Đó là... Tí. Bình thường. Và... Tổ. Ngày mai sẽ có một buổi xét xử ở cấp được. Hai trò được cử tham gia xét xử cùng. Nhưng mà còn tất cả các trò khác đều phải có mặt để xem hai trò kia xét xử. Chúc mừng cậu. Đúng nhẽ. Thôi. Trò bắt đầu đi. Dạ. Trò bắt đầu đi. Dạ. Bắt đầu đi. Ai có việc? Có được không thầy? Đập nhẹ đi. Thầy hơi giật mình. Dạ, bẩm quan Minh Xét ạ. Con gà trọi yêu quý của con nuôi bấy lâu nay bị con mụ hoạt hàng xóm bắt trộm. Con đòi nhất định không chịu trả. Chuyển cho thị hoạt vào. Sao đập mạnh thế nhỉ? Tí nữa lại đập bàn. Dạ, bẩm quan lớn, con gà này là của con. Con nuôi cả năm nay thì tớ ăn thịt. Ăn cho con quá, ăn cho con quá. Ông già. Dạ. Thế ông có gì làm chứng rằng con gà trọi này là của ông không? Con gà của con có bộ lông rất đẹp ạ. Đặc biệt ở cổ nó có bộ lông đen ạ. Đen đâu mà đen. Đây, bẩm quan lớn. Con lớn nhìn xem, con gà của con nó không có một tí lông nào cả. Đây, ông xem này à. Ôi giời ơi, sao mụ ác thế? Mụ vặt hết cái lông đen ở cổ của nó đi. Con gà nó đẹp, nó dũng mãnh là ở cái bộ lông này. Dạ bẩm quan, đây chính là con gà của con ạ. Ông đừng có điều nhá. Đây là gà của tôi. 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 Gà của... Ui. Công đường không phải là chỗ cho các người cãi nhau. Thị Hoạt. Dạ. Vậy thị lấy gì làm chứng rằng con gà này là của thị? Đúng rồi. Dạ. Làm thế nào đấy? Làm thế nào để khẳng định? Đừng quá lớn. Bây giờ con thả con gà này ra. Nó mới chạy về phía ông ấy, là gà của ông ấy. Còn nếu nó chạy về phía con, tức là gà của con chứ. Được. Chấp nhận. Làm đi. Đây nhé. Bây giờ tôi thả gà ra nhé. Đây. Mọi người xem nó chạy về đâu.
Sinh lại cần gọi à? Ôi, đây có chạy đâu, chạy đâu. Ôi sởi ơi, đây là gà của tôi này. À, ghê thật, đúng rồi. Bẩm quan lớn, con chỉ có một thân một mình và một con gà làm bầu làm bạn. Bây giờ mụ ăn trộm mất của con thì con chết mất chính con gà này là của con nè. Bẩm quan lớn. Lão già, sự thật đã mười mươi, lão còn vu oan giáng họa cho người ta. Bánh đâu? Dạ. Lôi lão già ra đánh 20 triệu. Dạ. À không, 50 triệu cho lão kia. Anh thế thì chết gì còn gì. Bẩm lên quan, con đánh chết thì con cũng chịu thôi ạ. Nhưng nhất định con gà này là gà của con đấy hả? Ông lão cứ ăn vạ ở đây, nhất định coi đó là gà của mình. Dạ. Không xử cho lão, tại lão cứ nằm đây ăn vạ. Chi bằng hàng xóm láng giềng, ta xử thế này. Người đâu? Có ta. Mang con dao cái thớt vào đây. Lại tí. Đây. Dao thớt có luôn. Đặt con gà lên thớt. Con gà này. Ta sẽ chặt con gà làm đôi, phải chia cho đều, mỗi người một nửa từ đầu đến đuôi. Đây là nồi thịt gà, hả? Ngoài kia có cây chanh, ta cho các người hai lá chanh thoải mái bỏ vào ăn cho thơm, như vậy là hoài đỡ phải kiệt tụng làm nhà. Không cần phải hái, lá chanh có luôn đấy. Sao hả thị hoạt, còn chân chư gì nữa? Hay chờ ta khảo lại xong rồi xử tiếp. Thấy cũng được ạ. Đang thèm thịt gà, định để lấy Tết. Nhưng mà thôi được rồi, ăn trước khỏi ăn sau. À, vậy thì tổ đâu? Có tao. Kế đâu chám, chờ lại. À hả? Thịt gà. Đừng giết gà của tôi. Nó đã bầu bạn với tôi bao nhiêu năm nay. Không được, không được giết nó. Dạ thưa quan, tôi xin, nó không phải của tôi. Đừng giết nó, trả lại cho mụ béo mụ nuôi. Tôi không nỡ nào nhìn thấy nó chết. Tôi xin, tôi xin quan. Vậy là đã rõ. Thiệu hạt kia. Dạ. Nhà ngươi trộm gà, về nhà vặt hết lông đi, thay hình đổi dạng hòng trốn tội. Dạ, không có đâu. Không có cái gì. Khi tao hỏi chặt đôi con gà thì ngươi đồng ý luôn. Nhưng ngươi thấy không, chỉ có người chủ thực sự của con gà không nỡ nhìn con vật mình yêu thương bị giết thịt. Đúng rồi. Có nhận tôi không? Bẩm quan lớn, con xin nhận tội, con xin nhận tội, con xin quan lớn xá tội cho con. Người đâu? Dạ. Lôi thị hoạt ra ngoài, đánh 10 triệu, phạt 5 đồng vì tội ăn trộm. Con xin quan lớn. Bắt mụ 7 ngày liên tiếp gánh nước tắm cho con nghề đá ngoài cổng công đường. Cho mụ bật béo đi. Tô, tao đây. Giả lại gà cho ông lão. Cụ ơi, gà của cụ đây. Khi nào cụ thịt thì cụ cứ gọi con nha. Bẩm quan lớn ạ, quan thật là sáng suốt ạ, minh xét ạ. Con xin quan ạ, cảm ơn quan. Còn bây giờ, bye. Bỏ đi. Được. Nào, chờ tộp. Dạ, bẩm quan. Đến con ạ. Nào, có ai kiện cáo gì thì vào. Vào cả đây. Dạ bẩm quan, quan xét xử cho con. Cái thằng học trò này, nó ăn của con mấy tháng nay không chịu trả tiền ạ. Học trò. Dạ bẩm quan. Có đúng là như vậy không? Bẩm quan, oan con quá, con vẫn trả tiền ạ. Mày chỉ trả tiền cơm thôi. Nhưng mỗi lần ăn cơm mày đều đứng ngoài nhìn vào hàng tao.
rồi mày lít hương vị của vịt quay, gà luộc, lợn rán. Vừa rồi mày ăn cơm, mày vừa hít hương vị của nó. Từ ngày mày trọ ở nhà tao nhá, mấy tháng rồi, ngày nào cũng thế. Thế mày có định trả tiền không thì bảo. Tôi chỉ hít, có ăn đâu. Hít á, hít, hít có phải trả. Thôi ngay. Không cãi nhau ở đây. Này cái lão béo kia, trần đời tôi chưa thấy ai từ cổ chí kim hít thức ăn và trả tiền. Thế là thế nào? Thế là thế nào? Tộp. Dạ. Tộp. Ra thì gọi. Dạ. Hoãn. Nghỉ một lúc. Cứ ở yên đấy. Tộp. Thầy sao? Yên lặng. Để nghe ta tiếp nhá. Dạ bẩm quan. Lão béo. Dạ. Học trò đây, nợ của lão bao nhiêu tiền? Dạ bẩm quan, nhiều lắm ạ. Nhưng mà con chỉ lấy 20 đồng tròn thôi ạ. 20 đồng. Dạ. Học trò, ngươi có trả được tiền cho lão béo không? Bẩm quan, con nhà nghèo làm gì có nhiều tiền như vậy ạ. Được, ta sẽ trả cho nhà ngươi. Đội ơn quan ạ. Lính đâu? Dạ. Mang cho ta một cái đĩa, một cái bát vào đây. Dạ. Dạ bẩm quan. Nghe nhé. Người biết cái gì vừa kêu không? Dạ, tiền kêu ạ. Xong. Nghe ta xử vụ án đây. Học trò kia, dạ, vì hít thức ăn cho nên phải trả lão chủ tiệm cơm 20 đồng. Dạ đúng ạ. Lão chủ tiệm cơm đã nhận đủ tiền rồi đấy nhá. Oan cho con quá. Con đã lấy nó đồng nào đâu ạ. Nghe đây, học trò kia, dạ, chỉ vì hít thức ăn mà phải trả 20 đồng. Vậy thì ngươi có nhận được tiền thì cũng chỉ là nghe 20 đồng nó kêu mà thôi. Đội ơn quan ạ. Như vậy là hít trả nghe nhận. Dạ, đội ơn quan ạ. Yên lặng, yên lặng. Thế là ta xử hòa, được chưa? Dạ, bẩm quan, con xử thế được chưa? Được, chưa được. Thầy bảo là được, nhưng mà chưa được. Thế à? Nghe đây, sau khi xem xét lại vụ án, ta sẽ xử lại. Sao thế à? Yên lặng. Học trò kia, vì hít thức ăn nên phải trả 20 đồng. Vâng. Lão béo kia đã nhận đủ 20 đồng tiền nghe rồi. Tuy nhiên, trong quá trình ở trọ và ăn cơm thì học trò kia đã béo lên rất nhiều. Chính vì vậy, ngươi phải trả 20 đồng tiền béo. Con làm gì có tiền để trả đâu à? Bãi đường. Mệt quá. Này, cậu làm cái gì? Nhà tí. Tôi đang khấn cho cậu. Thế đây là cái gì? Thế đây là cái bùa để cậu may mắn. Này, hả? Đã có kết quả của buổi xử án hôm trước chưa nhỉ? Cần gì phải biết. Tôi chắc chắn là cao hơn cậu. Đúng rồi. Đúng cái gì? Hả? Tôi ăn đứt cậu rồi đấy. Thôi, hai bác đừng cãi nhau nữa. Tôi thấy hai bác là đều nhất, chỉ có tôi là nhì thôi. Thôi được rồi, muốn biết nhất hay nhì đến hỏi thầy là biết ngay. Rồi. Nào, các người muốn gì? Dạ bẩm thầy, hôm nay chúng con đến muốn hỏi thầy về cái việc xét xử hôm trước. Dạ, thầy thấy chúng con xử có được không ạ? Dạ, hai cậu xử có được không ạ? Các người vẫn còn sân si lắm.
Dạ, dạ bẩm. Điểm chắc nó chả là cái gì. Học hành thì nó chỉ là một phần. Quan trọng là mình ra đời mình leo được đến đâu. Có đúng không thầy? Ôi thầy, ta lại được cái nhỉ. Mà sao ta không nhìn ra ngươi nhỉ? Dạ bẩm. Thầy cẩn thận. Dạ thầy ơi. Thôi được rồi, khéo nó vừa vừa thôi, không có lố lắm. Ta không cần biết các ngươi xử thế nào, mà ta cần các ngươi biết là phải xử được cho ai. Đúng thế. Hôm nay là các ngươi xử cái bọn trộm gà bắt chó. Dạ. Nhưng ngày mai là các bậc quan lại. Đấy. Cho nên các ngươi phải nhớ cái điều đó mà quyết cái việc của mình. Dạ. Thầy dạy chí phải. Chả phải. Cái gì? Dạ bẩm thầy. Cứ đúng mà xử. Chẳng nhẽ lại phải cân nhắc bên nặng bên hơn ạ? Người giỏi đấy. Dạ. Nhưng có ngày chết chứ còn ạ. Cho không hiểu ạ. Nhìn đây này. Dạ. Nhìn đây kìa. Uầy. Người đấy. Ô, dạ, sao tí dễ gãy nhỉ? Còn đây. Là ai đấy? Hai người đấy. Các người hiểu chưa? Dạ, hiểu á, hiểu. Làm quan không phải thế. Làm quan cần lòng dạ ngay thẳng. Trên phục vụ vua, dưới bảo vệ dân. Cứ ngay thẳng mà làm. Những điều thầy dạy. Sao? Cho thấy không đúng nhẽ. Đồ ngốc. Dạ bẩm thầy, quá đúng á. Dạ bẩm thầy. Phúc đức cho chúng con quá. Dạ bẩm thầy, được nghe những lời vàng ý ngọc của thầy. Dạ chúng con dẫu có nhắm mắt xuôi tay hoặc chết tươi dễ đành đạch, nằm quay cú lơ ra đây, dạ chúng con cũng mãn nguyện lắm rồi ạ. Dạ bẩm thầy, những gì từ miệng thầy phun ra đều là vàng bạc châu báu hết ạ. Vàng bạc châu báu thế này á? Thế thì của ông hết đấy. Mà kệ tôi. Thầy ơi, vào mặt con rồi. Ai dạ ơi. Trượt còn lâu nữa. Được. Dạ bẩm thầy, vốn dĩ là những hạt dưa bình thường, nhưng qua cái miệng của thầy nó trở thành đáng yêu đáng quý biết nhường nào. Dạ bẩm thầy, con nghĩ làm quan thì phải tránh xa những điều hoa mỹ sáo rỗng của những kẻ nịnh bợ ton hót ạ. Người dám dạy cả ta đấy hả? Dạ bẩm, trò không dám ạ. Đây này, vừa mới dạy xong rồi. Thưa thầy, con có ý kiến như thế này. Con thấy là người cứng thì cũng cần. Dạ. Mà kẻ mềm thì cũng quý. Hai cái mà nó kết hợp lại được với nhau thì nó vừa cứng mà nó lại vừa khó gãy à. Cái gì mà nó quá thì nó cũng mất cân đối. Không đúng nhỉ. Kiểu như người dục có ngày mất đầu. Dạ đúng đấy, tí nghe rõ chưa? Phải rút kinh nghiệm đấy. Ta tuyên bố. Dạ. Người thắng cuộc buổi sự kiện là trò là tộp. Ta vốn là người ngay thẳng phóng khoáng, từ khi vào đây càng thấy đi phải ngày càng khom, miệng ngày càng phải khép, lòng dạ lúc nào khó chịu. Mình không hợp với nơi này. Đúng nhẽ thôi. Dạ cậu
Dạ, xin chào ông ạ. Tránh ra cho ta đi. Đi đâu? Hôm nay ông trả hết tiền đi rồi về. Ôi giời ơi, cứ tưởng là việc gì. Ghi sổ, cuối năm ta trả một thể nhá. Này, tôi nói cho ông biết nhá, chả có ai đi chơi gái mà lại ghi sổ nợ như ông cả. Tôi là tôi nể ông bấy lâu nay nhá, nhưng đến hôm nay thì không thể chịu nữa rồi. Tết nhất đến nơi rồi, ông trả hết nợ đi rồi về. Ngăn ông ta lại. Này, bà, ta không thiếu tiền đâu nhá. Bà dám cản mệnh quan triều đình hả? Ta ơi, mệnh quan triều đình á? Về vườn mấy năm nay rồi mà còn nói, thì không biết ngượng mồm à? Thôi, làm gì mà bà cứ hô hoán lên như vậy? Thôi được rồi, bà nói xem ta nợ bà bao nhiêu. Cả gốc lẫn lãi tổng cộng là 1.562 đồng. Ui, cái gì? Bà có nhầm không hả? Nhầm là nhầm thế nào? Trong số tiền này, 362 đồng là tiền gốc, số còn lại là tiền lãi. Hả? Rồi ôi, số tiền lãi gấp 4 lần tiền gốc à? Ông có muốn tôi tính cho ông không hả? Lần ông đi với cô Đào ấy là 30 đồng, cô Hồng già hơn một tí là 25 đồng, riêng cô Hoa trẻ, khỏe, đẹp 50 đồng nó mới đi với ông nhá. Thế còn cô Huệ, cô Nhài, bao nhiêu cô khác dùng rồi sao nhanh quên thế? Này, nhưng mà tôi chỉ trả bà bằng tiền gốc thôi đấy nhá. Này, luật là đây đề ra nhá, chơi cho nó sướng đi rồi quỵt phòng. Sao lúc đấy ông không trả luôn đi? Ta không biết. Bà này, ta chỉ có ngồi nghe hát, đấm bóp mới trả sờ nắn một tí thôi. Mà sao mụ tính ta đắt thế hả? Một tí hai tí là việc của ông nhá, lâu của tôi là tính theo giờ. Ông không làm gì được ý là do lỗi của ông nhá. Này, tăng giá à? Trước đây chỉ sờ thôi giá khác cơ mà. Này, tăng giá từ đầu năm rồi ông nội à? Đấy, tăng giá mà không nói. Ta chỉ giả một nửa tiền gốc thôi, tính bằng giá năm ngoái là 160 đồng. À, ông chơi chán giờ định ăn quỵt hả? Ừ. Tôi sẽ kiện ông. Hả? Kiện á? Ôi, kiện á? Tưởng gì? Mua kiện đi. Học trò của ta ở khắp mọi nơi. Các bác ơi, các bác có đặt hàng không ạ? Các bác mua hoa cho em đi ạ. Dạ vâng. Hả? Mời bác ạ. Chào bác. Nhận được nhiều án cơ. Ai, dân hưởng thái bình thành ra tuổi đói. Chào các bác nhá. Túi của tôi. Túi của tôi, đưa đây. Bác cầm hộ em. Này, túi của tôi, dành là của tôi nhá. Ông móc trộm, ông lại còn cãi. Tôi đi kiện ông nhá, nhớ nhá. Này, bà đi mà kiện. Cái túi này, vợ tôi nó mua ngoài chợ, cái nào chả giống cái nào nhá. Này, bà nhìn đây này, mắt tôi như thế này à, tôi có nhìn cái gì đâu mà tôi ăn trộm. Này, bà béo, thế bà định lấy thịt để người à? Hả? Người ta mù lòa thế kia, làm sao mà ăn trộm túi của bà được? Đúng quá. Ôi giời ơi. Vâng, chào bà con. Ôi giời ơi, chạm tí. Bác đây rồi, bác giúp em với. Vâng. Bác biết không, sáng nay em đi mua dầu ý. Em mua xong rồi, thế xong rồi em bị rúi. Ôi giời. Cái gì rúi? Rúi một cái. Thế xong rồi em cứ thấy nó nhột nhột. Nhột nhột ở đằng sau. À, rồi sao? Thế xong rồi, ôi giời, em sờ vào túi tiền. Thế là nó mất tiêu rồi. Mà đi sau em
chỉ có mỗi lão mù ấy thôi. Em túm ngay lấy lão thì em thấy ngay túi tiền của em. Không phải, đây là túi tiền của tôi. Bà Béo, thế ý bà cũng nói rằng tôi đang giữ túi tiền của bà. Đây bà xem, túi tiền của tôi giống hệt túi của ông mù kia. Bà xem đi. Nhưng mà không phải, đây đúng là túi tiền của tôi. Cảm ơn cậu, cậu đã minh oan cho tôi. Kìa cậu, đây đúng là túi tiền của tôi mà cậu. Bà Béo, thế bà có nhớ trong túi của bà có bao nhiêu tiền không? Tôi có nhớ chứ. Bao nhiêu? Tôi không nhớ. Thế thì nói làm gì? Bà không nhớ trong túi tiền của bà có bao nhiêu tiền? À, hay chính bà âm mưu lấy túi tiền của cái ông mù tội nghiệp này, đúng không? Không, ai lại thế? Bà thế. Thôi nhé, không có bằng chứng gì thì thả cho người ta đi, bà con nhé. Dạ, mời bác mù. Ấy, đừng này, đừng này. Đây, 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 đây. Bác làm chứng cho tôi. Đúng, bác để tôi dắt bác đi nhá. Tôi vừa mới mua dầu xong, tự dưng ở đằng sau có cái gì nó buồn buồn. Tôi quay lại sờ đến túi tiền thì chẳng bác thấy mù đâu cả. Có mỗi lão cho mù. Tôi mượn lại túi tiền. Không lão ý thì ai vào đây nữa. Sao lại thế? Thì bác cứ đưa tôi mượn. Bây giờ tôi biết làm thế nào bây giờ. Có ai cho tôi mượn chậu nước nào? Tiền của ai biết ngay thôi. Bà Béo. Dạ. Tiền của bà đây. Hả? Bà có thể nhận lại. Thật à? Tiền của tôi à? Ui. Thưa bà con, vừa rồi bà Béo nói rằng đi chợ mua dầu về thắp đèn. Vâng, đúng. Bà Béo mua dầu hỏa. Vâng. Cho nên tay cũng sẽ dính dầu. Đúng, đúng. Khi bà lấy tiền trả cho người ta thì tiền cũng sẽ bị dính dầu. Đúng quá, đúng rồi. Khi tôi thả tiền vào chậu nước, chắc chắn váng dầu nổi lên. Đúng rồi, đây này, bà con nhìn đây này. Có váng dầu đây này, nhờ. Đúng chưa? Đúng rồi. Đúng nhẽ nó phải thế. Nhưng như vậy, tôi chỉ bắt được tội ông này là tội ăn cắp. Đấy. Thưa bà con, lúc vừa rồi tôi dắt ông ấy đi. Gặp gánh hàng hoa ở giữa đường. Ông mới có nhẹ nhàng bước qua cái đòn gánh. Đúng rồi. Cho nên tôi khẳng định ông này mắc thêm tội lừa gạt. Đúng ông rồi. Ông ấy không bị mù. Lừa gạt. Không. Đúng là lừa gạt. Ông giả mù. Nhìn đây này. Mù cãi này. Thấy chưa? Ông ấy có mù đâu. Bắt lại giải lên quan. Tôi lừa gạt. Tôi xin. Bắt ông ấy đi. Nói nó đi ngay. Ông tiền này còn chối à. Tôi xin đã. Đấy. Nhờ chàng Tí mà bà lấy lại được tiền của bà rồi đấy. Dạ vâng ạ. Đúng nhẽ thôi. Cảm ơn chàng Tí. Không có gì. Lần sau bà nhớ cất tiền cẩn thận. Vâng ạ. Chào may bà. Quá. Vâng ạ. Chào chàng Tí. Tôi nói với ông thế này. Thế nào? Ăn uống là không được nghĩ ngợi. Cứ thoải mái. Ông chủ ơi. Cho một bát nhiều cháo, nhiều lòng, nhiều tiết. Tiền vẫn thế nhá. Có ngay. Chào đây. Ngon nói không biết. Cái món lòng lợn tiết canh là cứ phải ăn. Đúng quá. Mà là phải bốc bằng tay. Ôi, chào Tí. Mời cậu, mời cậu. Mời cậu. Mời cậu. Dậy mùi chứ mày quá. Cứ phải nghĩ cái gì cả. Hết nhá. Ông ơi. Gì hả ba? Ông cho tôi bát cháo. Rồi, có ngay. Không có lòng cũng được. Không à? Thì khó bán nhỉ. Chà chà. Ông chủ. Yêu em mình say không về. Không say không về. Không say không về. Các bác đừng có lo gì cả. Tôi mời là tôi giả tiền hết. Nha. Cái gì đấy? Chủ quá. À, có tôi đấy ạ. Tính kìa. Dạ vâng. Nhạ. Dạ. Dạ.
Các ông ăn hết có 2 đồng mốt mà các ông đưa tờ ngân phiếu cả 100 lượng ra thế này, tôi lấy tiền đâu ra mà trả lại ạ? Mày không giả được thì kệ mày. Đừng nói là chúng ta ăn quỷ nhá. Nhưng gia đình có điều kiện, không tiền lẻ. Mà mày không có tiền trả lại. Từ từ đã. Ui, may quá. Chẳng tí, cậu nói giúp em với. Cháo lòng của ông ngon lắm. Gì hả? Mày có tiền trả lại không? Ừ, đúng rồi. Thì đây, trả lại đi. Ông làm cái gì đấy? Làm gì? Tôi chỉ định xé một mẩu bằng đúng 2 đồng mốt mà các ông vừa ăn thôi. Này thì xèo. Này thì xèo. Thôi, thôi. Tôi có tiền lẻ, tôi giả. Tưởng không có. Xin cảm ơn Trạng Tí đã đổi tiền giúp em. Hợp nhẽ thôi. Quả là không hổ danh Trạng Tí lương danh. Thế à? Dạ. Hôm nay xin được tạ ơn Trạng Tí bát cháo. Cũng được. Dạ. Ông chủ quán. Dạ. Chẳng qua là một chút bất bình. Dạ. Còn ông định tạ ơn tôi thì thêm thịt cho bà lão kia. Ấy, có ngay, có ngay, có ngay. Có ngay. Đây, mời bà ăn đi. Cái này là của Trạng Tí mời bà đấy. Ôi, lạy Trạng Tí. Lạy Trạng. Trạng cứu mẹ con già với. Có chuyện gì bà cứ nói ạ. Già là người vùng bên, mấy năm trước lặn lội sang vùng này để buôn bán. Vì thua lỗ có vay của lão quan về vườn vùng này mấy chục bạc. Sau mấy năm rồi mà vẫn không trả nổi. Đầu năm nay lão bắt con gái của già để gán nợ. Già đã 5 lần 7 lượt đánh trống báo quan, nhưng lần nào cũng bị trả án không xử ạ. Lấy Trạng, xin Trạng Tí hãy giúp già. Được, Tí sẽ nhận giúp già. Ông vào đây, hôm nay mà ông không trả tôi là không xong với tôi đâu. Tôi là hôm kia bà mới thu nhận, đồ cho mày nặng lại, ông cấp giật. Im ngay. Dạ dạ bẩm quan, là con kiện ông này à? Dạ bẩm quan, con mới là người kiện mụ này. Im, im ngay. Dạ. Từng người một nói, rõ chưa? Dạ dạ bẩm quan lớn ạ. Chả là ông này thường xuyên đến lầu con uống trà, nghe đàn, nghe hát, rồi uống rượu, rồi được các em xinh tươi, các em đào hát hầu hạ từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đến đỉnh đầu ấy ạ. Thế mà lần nào cũng khất nợ. Và năm nay Tết đến rồi, ông ấy nợ hơn 1.500 đồng của con mà không chịu trả. Bẩm quan, không đúng ạ. Con chỉ có nợ cái mụ này có 300 đồng thôi. Thế mà cái đồ cho vay nặng lãi này, mụ ấy lại tính con những hơn 1.500 đồng. Bẩm quan, phải đẩy cái mụ này xuống 8 tầng địa ngục vì cái tội cho vay nặng lãi ạ. Các ngươi cứ cãi nhau loạn xạ. Thế tóm lại là ai kiện ai? Dạ con kiện lão này chơi quỷ ạ. Con kiện mụ này tội cho vay nặng lãi. Thôi, thôi ngay, thôi ngay, thôi ngay. Tất cả yên lặng. Yên lặng hết. Rồi kia chẳng phải trọt tộp đó sao? Ta đây, thầy Hùng, thầy của trò đây. Thầy đấy phỏng. Lâu lắm rồi mới gặp. Khác quá. Sao lại ra cái nông nỗi này? Lắm. Đấy, ta đã bảo mà. Chi phủ ở đây đều là học trò cũ của ta. Ôi trò tộp ơi. Con cứu thầy với. Bậy nào. Ui. Cái ông già kia đường đường là quan chi phủ lại chết không được. Thầy trò gì với nhà ngươi hả?
Ta quên. Không ngờ cho lại giỏi đến như thế. Thoáng một cái là đã thành chi phủ. Trời ơi, bao nhiêu năm nay ta không gặp. Trò vẫn nhớ những điều ta dạy đấy chứ? Nhớ chứ. Thầy lớn rồi vậy mà vẫn còn sân si lắm. Không nợ tiền người ta thì làm sao mà phải kéo nhau ra công đường? Ôi trời, ta chỉ nợ có 300 thôi mà. Cứ từ từ để bản quan còn xem xét. Cho cứu ta với. Quan anh, quan anh giúp em đòi được 1.500 đồng. Quan anh có 100 nhá. 100? Chả bỏ tôi giúp nhà bà. Vậy thì 200. Chia đôi thằng này còn nghĩ. Hả? Ôi giời ơi, thế thì tôi còn làm ăn gì được nữa. 300. Thôi không mặc cả nữa, mệt mỏi quá rồi. 500 thì làm, không thì nghỉ, đi ra chỗ khác. Làm xong trả phần còn lại nhá. Còn thế chứ. Thôi, ai về việc đấy đi. Trước công đường, thầy phải để tôi xử cho nó nghiêm. Không được thiên vị. Thông cảm nhé. Tất cả nghe ta xử đây. Ngu tú bà. Dạ. Ăn nói điều ngoa. Cho vài lãi nhưng không nói rõ tiền lãi là bao nhiêu. Sao bẩm chính vì vậy mụ phạm vào cái tội cho vay nặng lãi. Cần phải riêng với mụ cần phải. Khoan đã. Cái gì? Nó đưa tiền rồi. Cần phải xem xét lại. Người ta không chịu. Ta không cần biết là ta xử thế nào. Điều quan trọng là ta xử cho ai thắng tiền. Lại cái gì thế hả? Ai kêu quan cho vào. Dạ bẩm quan, già đã đi 5 lần 7 lượt đánh trống kêu oan. Nhưng quan tri phủ cũ không xử cho già. Lần này già lại đi kiện nữa. Sao ngươi kiện lắm thế? Mà nhà ngươi kiện ai? Dạ bẩm quan, là lão già này ạ. Úi giời. Dạ lão ấy già, nhưng mà chuyên môn đi bắt con gái nhà lành về làm vợ lẽ. Dạ còn trước kia chỉ vì nợ lão 50 đồng. Vì chưa có tiền giả nên lão đã bắt con gái của già là thị lý về làm vợ lẽ ạ. Ôi trời ơi, thì chuyện đã xảy ra lâu rồi. Quản trị huyện cũ đã xử rồi. Bà lại mẹ vợ đừng nhiều lời trước công đường nữa. Mụ già kia gạt nợ có thỏa thuận đàng hoàng, kêu oan cái gì hả? Dạ thưa quan ạ. Úi tôi chết. Dạ chỉ có 50 đồng mà đòi lấy cô gái xinh đẹp nhất vùng về làm vợ, liệu có quá đáng không ạ? Lão trời ơi, ngươi là ai mà dám xen vào chuyện công đường hả? Lão quá. Ngươi dám xen vào công đường, vậy ngươi là ai? Dạ đây là Trạng Tý ạ. Lần này già nhờ Trạng đi cái hộ già. Này dạ. Ta nhìn gã kia trông có vẻ quen quen. Lão Hùng. Dạ. Nghe ta hỏi đây. Dạ. Lời của cái tay Trạng Tý kia có đúng không? Dạ, có đúng quan. Không? Không phải là 50 đồng đâu ạ. Mà là 5.000 đồng. Làm cái gì mà sao lại nhiều tiền thế hả? Dạ bẩm quan, cách đây 5 năm con cho bà ta vay 50 đồng. Nhưng sau 5 năm lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ nó là 5.000 đồng. Ôi trời ơi, đấy. Ôi trời ơi, đấy ông thấy chưa? Này, ông cho người ta vay có 50 đồng mà ông lấy lãi đến tận 5.000 đồng. Ôi trời ơi, thế còn nợ tôi thì sao? Hả? Tôi chết. Ôi trời ơi, dạ, xin quan lớn minh xét, đòi lại công bằng cho con ạ. Giờ tất cả hãy nghe ta xử đây. Quan tổng đốc đến. Cái gì nhỉ? Ôi tôi chết rồi.
nghe thấy tin tức gì cả. Với anh, với anh. Tân tổng đốc đến kiểm tra. Dạ. Các người lạ lắm lắm sao? Dạ. 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 À, thằng này. Úi. Ngửa cái mặt lên xem nào. Dạ. Úi. Bao nhiêu công lao vun trồng cũng đến ngày ăn quả. Ô, thầy, này, lão này là thằng nào nhỉ? Ui, hả? Ta đây, thằng nào? Ta đây, các học trò của ta. Vớ vẩn, đây là trốn công đường. Nhà người ăn nói cũng phải có trên có dưới chứ. Thằng nào cười đấy hả? Đúng là quả đất xoay tròn. Bao năm ta lại vẫn còn gặp nhau. Bạn nào cùng năm xưa? Đúng. Thằng này là cái gì nhỉ? Tí. Tô Tí. Ấy chết, ấy chết. Đây là Đông Tí. Đúng. Vẫn cứ đáng ghét như ngày nào. Thầy. Dạ. Xin chào. Hai đại quan của triều đình. Chắc bà ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Thực ra thì ta không thấy có cái gì là ngạc nhiên. Thời thế, thế thời, con tạo xoay vần. Cái hồi còn dạy học, ta thấy người là có tố chất nhất. Các người thấy chưa? Trong số các người chỉ có ta là người có tố chất làm quan nhất thôi. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Thưa quan, thưa quan, nhân có tân quan tổng đốc tới, xin tổng đốc mình xét ạ. Được rồi. Dạ. Thế các người đang xử cái vụ gì đấy hả? Dạ, khởi bẩm quan lớn. Dạ, án chồng án. Dạ, chồng lên nhau. Dạ. Tú bà đây. Tú bà. Dạ. Này, dạ. Chắc là ở đây nhiều sản vật lắm nhỉ? Dạ phải. Thôi, dạ. Gặp bạn cũ thì hàn huyên tí đã nhỉ? Dạ, còn dạ, dạy có phải. Giải tán, dừng vụ án để điều tra lại. Bãi đường. Ôi giời. Sao đang xử lại bãi đường là thế nào? Không đúng nhỉ? Dạ, em mời quan chơi ạ. Hôm nay dạ. Ta bao hết cả lầu để chỗ đại nhân lâu ngày gặp nhau, nghe chưa? Ui, quý hóa quá. Dạ, em biết rồi ạ. Không cho ai ra vào, chứ thằng Tí biết chưa? Dạ vâng ạ. Có bao nhiêu sản vật cho ra hết. Khi nào có lệnh thì đem vào, biết chưa? Dạ vâng ạ. À, thưa quan, em sẽ thắng kiện chứ ạ? Cậu muốn nào thoải mái đi nhé. Phải nói là cậu quản một cái nơi mà nó có nhiều sản vật quá. Này, cứ như thế này thì đến ta đây là quan tam phẩm cũng phải muốn ngửi ngôi của cậu đấy. Nhờ ơn trên mưa móc của cậu mà tôi mới được hưởng. Bạn này, còn sản vật gì không? Dạ, rất nhiều. À, chàng Tí đến rồi à? Hả?
thôi, thôi đi 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 ấy, 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 đi hết, đi hết. Cứ để các em phục vụ cho vui. Đấy không, tiếp dân ấy, là mình phải tiếp cho nó đàng hoàng, không thì nó mang tiếng. Ờ, thế à? Đi hết, thôi, 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 đi, đi, tiếp dân xong rồi lại gặp sau, nhất đi. Ra, 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 ra. Ấy, tí, ngồi đây. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Nhớ quá, nhớ quá. 10 năm không gặp, nhìn cậu vẫn phong độ như cũ. Này, mà trông tí là vẫn thư sinh như ngày nào ha. Dạ, bẩm đại quan. Ấy, dạ. Không có đại quan gì. Ừ. Ở đây là không có quan mà cũng chẳng có dân. Ừ, dạ. Chỉ có bạn bè thôi. Ừ, dạ. Cứ vui vẻ thoải mái đi. Cứ vui vẻ thoải mái đi. Cứ vui vẻ thoải mái. Khỏe chứ tôi. Ô, thằng này láo. Láo quá. Sao lại dám đánh đại quan của triều đình? Ấy. Láo quá. Hài bác, hôm nay làm gì có quan với dân. Chỉ có bạn bè cũ gặp nhau thôi mà. Cứ gọi nhau bằng cậu tớ cho vui. Tao thắng được. Uống đi cho nó khí thế. Mà này, chân vẫn vòng kiềm như ngày xưa. Này, ngủ vẫn hết nửa cái phản hả? Này, vẫn sợ ma. Thỉnh thoảng vẫn vãi ra đầy quần. Ấy, thôi thôi thôi, uống uống. Mời mời mời. Dạ bẩm quan ạ. À. Sao rồi? Sao? Đã có sản vật nhất ở đây rồi ạ. À. Có rồi à? Vâng ạ. À. Dạ. Hôm nay cậu là thượng khách của huyện. Dạ. Mời cậu dùng trước. Thôi. Ta cũng phải vào nghỉ ngơi một chút. Lát ra rồi hàn huyên tiếp nha. Thôi thôi mày đi. Ngồi 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 ngồi. Có chuyện này. Tớ phải nói cho cậu biết. Chuyện gì thế? Chuyện nhưng mà thôi. Có chuyện gì cậu cứ nói đi, muốn gì tớ chiều cậu được hết mà. Cái chức quan tổng đốc ấy, cậu phải ngồi lâu rồi nó mới đúng nhé, chứ ai lại để cỡ như cậu tổ. Cậu đúng là ở nhà chăn trâu nhiều chả biết cái đếch gì. Trốn quan trường nhiều chuyện lắm. Này, đấu đá mãi mới leo lên được cái ghế này, cậu tưởng ngồi cái chức chi huyện này mà dễ? Tớ này phải chém chục thằng rồi đấy. Kể cũng lạ. Thông minh như cậu mà chỉ được ngồi chức chi huyện. Thế mà ngốc nghếch như cậu tổ kia lại ngồi chức quan tổng đốc. Hữu danh vô thực. Này, sắp tới có đợt thanh lọc. Tổng đốc nằm trong danh sách những thằng đầu tiên bị về vườn. Thế à? Bây giờ cậu ấy đang đi khắp các huyện để vơ vét trước khi nghỉ đấy. Thế à? Cũng phải. Mấy năm nay mình cố gắng mãi mới leo lên được cái chức này. Thế mà đùng một cái thằng đần ấy nó nhảy toát lên đầu mình nó ngồi. Làm sao mà chịu được? Chịu thế nào được? Này, ngày mai trên công đường cậu tổ thế nào cũng giành xử án. Thế à? Đến lúc ấy cậu cứ làm ngược lại cho cậu tổ cậu ấy bẽ mặt. Đất này là đất của cậu cơ. Được. Ôi trời ơi. Dạ. Được lắm. Dạ. Nhưng mà này, phải công nhận là sản vật ở đây ngon hơn ở kinh thành nhiều. Dạ. Nhưng mà tớ góp ý với cậu nha. Sao ạ? Tối quá tớ hơi sợ. Thế là không được rồi. Không được rồi. Nhưng mà không sao. Không dạ. Sao. Dù sao thì vẫn cứ tốt. Không sao, không vấn đề gì cả. Này, khách rồi, bây giờ đến lượt chủ. Mời cậu. Dạ. Đi đi đi. Đây nha. Uống tiếp ha. Dạ. Uống đi. Mời cậu. Không ngờ cậu lại thành đạt nhất trưởng. Chuyện thói đời cần gì phải bon chen.
cứ như tớ đây này. Sao? Gió chiều nào thì mình che chiều ấy, ai bảo gì thì mình cũng dạ cũng vâng. Thế là họ thương, họ thấy mình không đáng phải đề phòng, thế là họ cất nhắc mình thôi. Có chuyện này tôi phải nói với cậu. Chuyện gì? Cậu nói đi. Thôi. Cậu cần gì cậu cứ nói với tớ, tớ cho hết nhá. Cậu tốt vẫn hiềm khích như xưa. Hả? Cậu ấy có vẻ không thoải mái khi cậu hơn cậu ấy. Mà tôi nói thật nhá, trong ánh mắt của cậu ấy còn ánh lên vẻ... Vẻ gì? Khinh bỉ cậu. Hả? Láo quá đi. Láo quá đi chứ này. Cậu không thấy à? Sao? Cái kiệu mà cậu tộp cậu ấy đi. Ừ. Chạm trổ đầu rồng, sơn son thiếp vàng. À, bốn cái đứa khiêng kiệu của cậu ấy to khỏe vạm vỡ hơn bốn đứa khiêng kiệu của cậu. Đã thế chúng nó lại còn cứ đi nhanh hơn. Hả? Nó đi nhanh hơn hả? Cậu tộp cậu ấy còn bí mật đi một đôi long hải, có thêu rồng thêu phượng. Mà đôi ấy chỉ có đức vua mới được đi thôi. Phạm thượng chưa? Thằng này láo nhỉ? Tộp ơi là tộp, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Láo quá. Này, nếu thế nhá, ngày mai ở công đường cậu ấy có ý gì không phục là cậu phải dằn mặt ngay cho nó đúng nhẽ. Thế à? Ừ. Được, tao sẽ chỉ thằng này. Không chỉ là hèn nữa chứ. Hôm nay đại quan sẽ thực mục sở thị, xem hạ quan thực thi. Dạ, mời đại quan ngồi. Hôm qua ta đã xem xét kỹ lại vụ án Trần Lão Ung gạt nợ vợ bé. Xét thấy năm xưa thì bà có vay của Trần Lão Ung 50 đồng, cho không trả được, nay nó lên thành 5 ngàn. Sao nhiều thế? Thì bà đã không trả được món nợ nên phải gán con gái cho Lão Hung. Thỏa thuận đã rõ trong văn tự. Bây giờ thì con gái cái gì? Thẩm quan, trong giấy cho vay ông không nói là lấy lãi bao nhiêu, chỉ nói là lấy lãi hàng tháng thôi à. Ôi giời, cái bà già này lắm mồm thế nhỉ. Thì tôi đã trả thỏa thuận miệng với bà là nếu không trả được tiền thì lãi mẹ đẻ lãi con. Tiền lãi tháng sau gấp đôi tiền lãi tháng trước. Này nhá, mà bà đã trả điểm gì vào đấy rồi còn gì. Leo nhà leo nheo. Đức tài, đức tài tao lắm đấy. Ôi trời ơi. Bà, điều quan trọng, ông là người biết chữ, nhưng ông lại đi lừa người không biết chữ. Ui, lừa thế nào? Bà đây không biết gì nên cứ gật đầu trong khi chưa tỏ những quy định mà ông đưa ra. Bẩm quan, khi Lão Hùng đọc văn tự chỉ thấy nói là phần trăm gì đấy, tôi chưa kịp hiểu như thế nào thì Lão đã ấn tay tôi điểm chỉ vào văn tự à. Thưa quan, chiều theo luật hòa thuận miệng cũng là giao kèo. Do bà cụ đây không biết chữ. Dạ đúng ạ. Lão Hùng nói một đằng làm một nẻo. Điều này quy vào tội lừa gạt có tổ chức. Ôi trời ơi. Còn việc Lão Hùng tính lãi từ 50 đồng thành 5 ngàn mà chỉ sau gần 5 năm, việc này là không tưởng. Tội này quy vào tội ăn cướp. Ôi trời ơi. Mấy, còn việc bắt con gái nhà lành về làm thê tiếp mà không được sự đồng ý của bản thân cô gái và bà lão đây có thể quy vào tội cưỡng ép. Ôi trời ơi, cưỡng đâu mà cưỡng. Dạ, thưa quan, còn dạ bẩm, tóm lại là mọi tội danh đã rõ ràng, mong quan minh xét. Mày lại nhả cái gì ở đây thế à? Dạ đa tạ bà con ạ. Từ xưa tới nay bản quan xử án trọng chứng
hơn trong cung. Giấy tờ văn tự đã rõ ràng, mụ ta còn điểm chỉ hẳn hoi. Đây, mọi người xem, vết điểm chỉ không ngay ngắn rõ ràng. Đây, tờ giấy thì bị nhầu nát, chứng tỏ khi đó bà cụ bị ép buộc. Đúng đấy, ghê thật đấy. Có thể nói bà cụ bị lão Hung nhúng tay vào nghiên mực rồi ấn vào đây bắt điểm chỉ. Đúng rồi, bà cụ đã có ý không thuận răng ra cho nên vết điểm chỉ nó mới nguệch ngoạc dài như thế này chứ. Đúng rồi. Dạ, dạ ghê thật. Bẩm quan ạ, nếu tính vào tội ép buộc này thì chiếu theo hình luật thì phải xử nặng hơn. Thế phải nặng hơn ạ. Tí hay hay, sao Tí nói hay thế nhỉ? Thôi, việc của phủ ta để ta xử. Ôi tôi chết, tôi mắng à? Ôi ý không thục đấy. Ôi lão nào. Ôi dạ, ta đường đường là quan tổng đốc. Dạ, mà ngươi dám cãi lại ta. Dạ. Dạ này, đại quan Minh Xét, thần đang trong lúc nóng vội ạ. Cút ra kia cho ta xử. Dạ, dạ, khởi bẩm đại quan. Đi ra. Dạ, quốc gia không được chụp lưu hết vào đầu. Dạ, dạ. Nói là còn cãi. Tất cả nghe đây. Dạ. Trong vụ này ta thấy là chàng Tí nói là rất có lý. Dạ. Đúng ạ. Chính vì thế tất cả nghe ta tuyên án Trần Lão Hung phải thả Thí Lý về nhà vô điều kiện. Đúng nhẹ thôi. Bất công, bất công, bất công quá. Bất công, học trò cưng của ta đâu rồi? Tôi biết ngay mà, thế nào cũng tranh quyền xử của bác. Thế à? Không chấp nhận, không chấp nhận. Ôi trời ơi, trời cái gì này hả? Không chấp nhận. Cho nên nó bị trói lại khắp à? Căn cứ vào văn tự này thì là Hung lão chuyện căn nào. Đâu? Đâu rồi? Đâu? Vớ vẩn cái này đấy. Thẻ bài nhìn chứ có cái gì. Đâu nhỉ? Thẻ bài của ta đâu rồi? Không có thẻ bài. Tôi mạo nhận quan lớn, phạt 100 chưa? Lĩnh đâu? Đấy. Đưa nó ăn cắp thẻ bài của ta. Thẻ bài đây này. Hôm qua ấy, cái con sản vật nó bảo ông Hằng tiếc quá, quên cả thẻ bài. Lão nhớ xử cho em thắng kiện đấy nhé. Yên tâm, tối nhá tự nhiên chết đạo bỏ nhau thẻ bài. Thẻ bài của vua đây, tất cả quỳ xuống. Dạ. Lão với tao à? Chi huyện Hồng Tộp dám cãi lệnh của tao làm tao cấu. Dạ. Bỏ tù. Dạ, xin đại quan tha mạng, hạ quan có mắt như mù. Im ngay. Ngươi là quá đáng lắm. Dạ. Thử nhìn cái bộ dạng của ngươi xem. Thử nhìn xem. Chân thì đi giày đầu rồng. Dạ. Đã thế hôm qua tiếp ta lại còn mặc áo hoàng bào. Như thế là khi quân phạm thượng đáng tội chém đầu như lên trước. Tôi giời ơi, đi đến đâu thì quân chiêng gõ chấm. Đã thế là còn đi cái kiểu nhét những kiểu của ta. Làm cái chức quan ngũ phẩm bé tí. Dạ. Mà chơi bời trác táng. Dạ. Suốt ngày lầu xanh. Dạ. Đã thế là còn rủ ta đi cùng. Ừ, dạ, ta không đi thì lại bảo là ta không cần dân. Dạ. Ngươi cứ quỳ ở đấy. Ừ, để ta xử xong vụ này ta tính sổ với ngươi. Không nhìn dám. Đây này, nhìn đây này. Dạ, đây có phải thẻ bài không? Hạ quan không dám, hạ quan không dám. Tất cả nghe ta xử đây. Vụ lầu xanh ta thấy chứng cứ nó cũng chưa rõ ràng. Dạ. Chính vì thế cái gì? Bẩm quan. Làm sao? Đây à? Cái gì? Đây là ngân phiếu con chú bà nó đưa đấy. Hả? Ngân phiếu hả? Dạ. Thế thì mặc mình cầm mặt. Đi ra.
Nay thì xét thấy cái vụ lầu xanh thì chứng cứ nó cũng rõ ràng rồi. Sổ sách thì ghi chép cũng đầy đủ. Dạ. Chứ vì thế thì lão Hùng đây nhá, phải trả cả gốc lẫn lãi cho Tô Thi bà. Dạ, đa tạ quan lớn ạ. Ngươi, ta không chịu, ta không chịu. Ngươi cũng là học trò của ta mà đối xử với ta như thế à? Ngươi dám làm loạn công đường à? Hả? Này, hết thời rồi, hiểu chưa? Hả? Lính đâu? Dạ. Nọc cổ lão Hung ra, đánh 30 roi cho ta. À quên, đánh xong bắt hít đất 100 lần nhá. Ngày xưa dám phạt đại quan à? Đừng bắt ông hít đất à? Đánh cho thật đau vào. Chịu. Đánh cho thật lực vào. Đáng đời. Dạ bẩm quan, còn vụ thị lý con bà lão đây, nếu không xét xử một cách công minh thì e rằng bà con sẽ không tin tưởng vào các quan nữa đâu ạ. Dạ đúng thế đấy ạ. Thôi được rồi, lão Hùng này buộc phải thả người vô điều kiện, được chưa? Được rồi ạ. Giải tán đi. Dạ khởi bẩm đại quan, thế còn hạ quan thì sao ạ? Hả? Quên, mày nói tao mới nhớ đấy. Tất cả nghe đây. Lính đâu? Dạ. Lột áo của huyện quan tộc mang đây tao. Ê kìa, ơi kìa, đại quan. Sao lại thế? Sao lại thế, đại quan, sao lại thế? Đưa tao. Nghe đây, xếp quan phụ mẫu của huyện ta là có dấu hiệu khi quân phạm thượng. Nhớ, thay mặt triều đình, ta cách chức huyện quan tộc cho phép làm thường dân. Đại quan, nhớ, chức quan phụ mẫu của huyện ta sẽ được trao cho một người vừa có tài, vừa có đức, vừa có... Hả? Đây, chẳng tí là nhất rồi ạ. Yên lặng. Thế mới gọi là quan trường. Thời thế, thế thời phải thế. Con tàu xoay vần, nay lên bờ, mai xuống chỗ. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi. Quan nhất thời, dân vạn đại. Xin biếu trả cái này về. Nhắm rượu à? Kìa ông chủ quán. Dạ, nhà có cặp bánh trưng vừa gói, biếu cậu. Dạ, thưa cha, có nậm rượu quý, biếu trả à. Con ơi, con lại ân nhân cứu mạng một lại của con. Dạ đừng làm thế, làm thế tí tôi tổn thọ. Vậy nếu cha không chê, già sẽ gửi đứa con gái này đi theo để hầu hạ cha ạ. Ta cảm ơn tâm tình tình của mọi người. Đời ta nay đây mai đó, quả thì ta xin nhận. Xin gửi cậu. Xin cậu. Còn người thì ta xin khất. Cậu đi ạ. Mọi người ăn Tết vui vẻ nhá. Chúc chàng tí mã đáo thành công. Đa tạ bà con. Chàng tí đi nhá. Chúc nhau trăm tuổi bạc râu đầu. Phen này buồn cùi bao nhiêu kẻ xác trầu. Lặng lặng mà nghe, lặng lặng mà nghe. Lặng lặng mà nghe xuân chúc xa. Tôi rất có năng khiếu với cả trâu. Quan ban tước nên nghèo đi buồn lòng. Vừa bán vừa là chẳng cần giao cũng đắt hàng. Lặng mà nghe. Lặng mà nghe.
cầu quan, người cầu sáng, mượn xuân đến tình tang tang tình tang tính tình. Quan ban tước nên quyết đi buồn lòng, vừa bán vừa là chẳng cần giao cũng đắt hà. Lặng mà nghe, lặng mà nghe, lặng mà ngắm lời xưa sao. Nhân dịp năm mới năm 2015, chúng yếu xin chúc tất cả các quý vị khán giả, tất cả đồng bào của cả nước lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy sinh lực cho những công việc mới và chúc mọi người hạnh phúc. Thưa quý vị và tất cả các bạn, năm trước thì là năm Ngọ, năm nay thì chúng ta biết là năm Mùi. Và nhân dịp năm Mùi, tôi xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có sức khỏe, sức khỏe như trâu. Lặng mà ngắm lời xưa sao mà nay